Bạn Châu, anh thấy là diễn bị biết trước. Và khi mình diễn xuất á, mình đừng cho khán giả biết là mình bị biết trước. Đối với team của Hen, các bạn có một cái sự năng động rõ rệt và có một cái sự tự tin rất là mãnh liệt, giống như là huấn luyện viên của các bạn vậy. Đó là anh cảm nhận được từ em và từ cái team của em ngay từ cái lúc ban đầu anh bước chân tới đây và ngay sau cái lúc mà anh xem một cái viral clip vừa rồi. Đó là tạo nên cho anh một cái sự hứng khởi. Đầu tiên thì anh rất là khen về các bạn đã có những cái tiếng nói rất là tốt, thể hiện được cái câu nói rõ ràng, cụ thể, nó rất là hay. Nhưng anh sẽ chấm về diễn xuất, nó có những cái điểm trừ như sau. Về Steven, em chưa thuyết phục được anh ở trong cái diễn xuất của em. Nếu như em đang tập gym, em lại không cho anh cái sự đau đớn mệt mỏi. Em tập như kiểu là, đây em như này. Nó rất là đơn giản và nó như kiểu là, em phải đáp ứng cho một cái cú máy quay là em phải tập như vậy. Và nó cho anh một cái sự là gì, bạn này bạn đang diễn, chứ bạn không phải đang tập. Hôm qua anh đã nói với em là anh rất là mong muốn cái diễn xuất cho anh một cái cảm giác rất là chân thật. Thì cái đó sẽ là cái mà thuyết phục anh ngày hôm nay. Còn về bạn Châu, anh thấy là diễn bị biết trước. Tức là em xem những cái thùng đấy và xong sau đó là cái hành động của em, anh đã đọc được là em sẽ ném cái kính nó xuống. Rồi em diễn như vậy. Em đã bị biết trước hết về những cái đấy rồi. Và cái đấy là cái hôm qua anh đã nói chia sẻ rồi. Là khi mình vào một cảnh quay hoặc là khi mình diễn xuất á, mình đừng cho khán giả biết là mình bị biết trước. Đấy là cái điểm trừ. Còn lại Tuyền, em là người cuối cùng anh cần em phải thuyết phục hơn nữa. Cái sự bùng nổ anh mong chờ đó là từ em. Từ tất cả những cái bạn trước là các bạn sẽ xây dựng là mình đang đi tập gym này, mình đang soi đồ thật đồ giả này. Và cuối cùng là gì? Em bỏ cái mắt kính ra một cái, trời ơi, anh muốn một cái gì đấy nó đặc biệt hơn như vậy. Và nó nổ một cái lên, xong sau đó em sẽ đưa ra cho khán giả biết đến giờ sang sale rồi. Trời ơi, xong lúc đấy có thể là em còn chưa make up, em chưa làm gì cả. Làm những cái thứ gì đấy nó mạnh mẽ hơn và nó khát khao hơn về cái chuyện là đến giờ rồi, mình phải đi làm cái việc đó ngay lập tức. Thì cái đấy là cái mà anh mong muốn ở em, là cái cú mà khiến cho người ta phải click vô ngay để săn sale trong ngày hôm đó. Còn Kiều Diễm thì đã từng được học về diễn xuất, thì anh mong rằng là em cho anh nhiều màu sắc hơn. Em chỉ cần nói 3 sắc thái vào cái câu đã có tiki, tức là đã có tiki, đã có tiki. Mà câu to hơn là wow, đã có tiki. Những cái câu nó rất là đơn giản thôi nhưng mà thuyết phục anh ngay lập tức. Tất nhiên về cái tổng thể nó rất là ok, nhưng về diễn xuất của từng người á thì nó lại bị rời rạc. Và nếu như ở đây mà cho anh một cái là bốn bạn này là hàng xóm của nhau, kết nối với nhau là cùng đi ra ngoài gặp nhau ở một cái cánh cửa hoặc là gặp nhau ở một cái căn phòng nào đó săn sale thôi, anh nghĩ là nó là một cái rất là tuyệt vời. Với phần nhận xét vừa rồi của anh Dũng thì chúng ta không có gì để nhận xét tốt hơn nữa. Và anh hy vọng rằng là với cái những lời nhận xét vô cùng chính xác vừa rồi, các em sẽ rút được ra nhiều kinh nghiệm hơn cho cái công việc diễn xuất của mình. Xin cảm ơn 4 thành viên của team huấn luyện viên Henie. Xin mời các bạn về chỗ. Sắm gì cứ tiki, luôn chính hãng và giao nhanh. Đặt tiki ngay.